Trần Nguyễn Long nhá. Hello anh. Anh em Duy Thái nhá. Chào Ngọc Hưng, chào Quang Minh nhá. Ôi, chào Ngọc nhá, chào Lâm Chấn Phong nhá, hello mọi người. Chị em tí em nhé. Ôi, chào Hào nhé, em chào anh Quyền nhé, anh chào Lem nhé, hello em. Ngồi tương tự à? Đang ngồi đọc bài báo. Nhìn em nào, sai đắm thì sếp á. À em, anh đang nhìn em miền Tây. À chưa tí ơi, anh đang nhìn em miền Tây. Ok. Đêm qua ngồi bên có em miền Tây tình sao rồi á. Cũng chưa đến đâu cả. Đấy, lại bắt đầu em miền Tây. Không ăn thua mấy. Anh chào bé Thảo nhé. Hello bé Thảo. Ơi chào Hữu Tuấn nhé. Rồi phát mùa mới à? Thế tháng sau à? 19 tháng sau. 19 tháng 9 là mùa mới à? Mới rồi phát mùa mới. Anh ép mới thấy cái bụng tròn á. Em chào anh. Khốn thế nhỉ. À nó vừa đít đường truyền anh em ơi. Vừa đít đường truyền. Yeah. Má mình tham chí thằng kia quá. Chắc nhảy khu đầu. Mà em tham chí thằng kia quá.
Em chào anh Quang Thiệp nhá, làm gì mà phải tốn tiền anh, mà anh vào đây em hướng dẫn cho. Mình nhảy xuống phết luôn anh em nhỉ, nhảy xuống phết luôn. À, không phải sợ, cuộc sống là không phải em. Là đẩy ngu à em, em chào anh Thành Đỗ nhá. Làm gì mà đẩy ngu anh, nó đẩy em chứ. À, anh chào cao bà nội nhá, ở đâu anh vẫn làm bình thường mà, ngày nào anh trả live buổi trưa trưa với tối. Gọi em người yêu vào bắn cùng cho bao nhiêu em trai ấy, ai ai anh người yêu ai anh. Mẹ, thằng này nó tìm Trung Quốc đâu, ngày nào anh trả lại. Ôi đường bay nó xấu thế nhỉ. Từ anh em đường bay nó xấu thật đấy. Có quạo gì đâu, bình thường. Người yêu của em còn ai vào đây nữa, ai anh không cây cú à, gọi anh Giang bờ sông vào đi em á, thay ăn hành nhiều rồi đấy, thấy ăn hành nhiều rồi đấy á. Bình thường anh gì mà ăn hành, anh Giang buổi trưa ít bắn lắm anh Thành Đỗ ơi, anh Giang buổi trưa ít bắn mà. Ở đâu nay bị nó bị đít ô bé anh ạ. À, rồi em chào anh Giang nhá, hello anh trai. Anh chào anh Trần Minh nhé, chào anh Đức Minh, hello anh. Anh chào Dio nhá, Giang bờ môi đã vào. Giang bờ môi đã vào thì nghe có vẻ toang đâu đây anh em. Phết đấy, con này toàn nhảy cú đầu anh em. Follow đủ
chim à? Cái gì nhện à mày? Nó bay như kiểu người nhện anh em. Để sao đây? Ôi chết mẹ. Em cho anh tấn công nhá, em lo anh. Ê, như người nhện, sợ thật. Cho xin cái giáp của anh. Đây rồi. Su su, anh cầm sinh năm bao nhiêu à? Anh sinh năm 94 em ơi. Mẹ, nghe chuẩn thế. Ghê vậy. Nó nghe chuẩn. Thích làm gì cho mày nào. Tao đi lúc đồ. Nước sông không phạm nước giếng. Anh Giang đâu? Anh Giang có bắn đâu? Anh Giang nghỉ mà. Buổi trưa anh Giang ít thì bắn á. Này nét tiếp à? Có chút cái thằng này. Ủa em chờ anh công tám. Tám trăm năm mươi ba ngày xin 850k chuyện pháp bây giờ. Nhà vệ sinh đúng không nhỉ? 592 ngày xin luôn 600k. Ai nó bắn quả gì ảo thế? Hơi bị kinh đây à. Anh lấy mày một ngày có 1k rẻ lắm rồi đấy á. À ok. Nên bắt quả gì ảo thế. Còn này bọn này không làm tầm gần được nó rồi. Chắc phải chơi tầm xa với nó. Mình phải lắc vào rồi mà vẫn dính. À.
Ngày cam. Nhưng nó quay vô nhìn đi khó chịu thật đấy. Em không có đồ. Thế mà mình trèo vào được nhà thì ngon. Chào Tuấn Ngọc nhá. Follow được một ngày xin một củ á. Đây. Đoạn nào nhiều máu nhất thì cắt đi Tuấn Ngọc này. Cắt đi. Đoạn nào nhiều máu nhất thì cắt đi. Đoạn nào nhiều máu nhất thì cắt đi. Ai vào đến em này cho tí hên à? À anh cảm ơn em Lem nhá, cảm ơn Thanh Lam đã ủng hộ anh 55.555 đồng. Trời, anh chào Thu Thảo nhá. Bắn hai thằng là ok á, bình thường anh hai phái mình nghèo đồ quá. Em mà có nếp thì em có nếp rồi mà nó bốn thằng ấy. Chào Thiện Phúc nhé. Ôi anh chào Quỳnh Thư nhá. Không biết anh còn nhớ mình không à. Ôi chào Thanh Thủy nhá. Đổi lại tên đi đỡ bị toang à. Bình thường anh. Ôi trước anh có auto gặp em một vài lần ấy. Đúng không? Trước anh có auto gặp em một vài lần đấy đúng không? Tôi bắn thủ tế phát là một người. Trả lời dùng được không cầm á. Cái gì? Game này có lỗi gì bằng chơi bằng điện thoại Android không á? Cầm không chơi Android, cầm không biết nhá. Cầm toàn chơi chơi bằng iOS à. Không 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 không. Cầm không biết Khánh ạ. À. À, chưa Mạnh Hùng ơi. Cầm không biết cái Android nó bị lỗi gì. Nhưng mà thường thường ấy, anh em muốn chơi game máy kiểu nói FPS bình thường ấy, thì tốt nhất là nên sử dụng iOS ấy. Cái hệ điều hành của nó không bị tụt FPS ấy. Chứ Android chơi một thời gian là nó bị nóng, nó bị ấy á. Chưa anh Hưng Trần ơi, chỉ còn Android nó không tối thiểu được cái chơi game trên PUBG Mobile đâu. Anh em nhìn thấy nó 120Hz thì chưa chắc đã bằng con 60Hz. 90fps chưa chắc đã bằng con 60fps của con điện thoại XS Max đâu. Nó ổn định mà, con XS Max.
Nghe yên ả thật đấy thì. Thật em ấy thật mà, trời ơi em chơi game nhiều em biết mà. Anh em đừng muốn chơi game thì đừng có dùng Android. Android chơi một thời gian sau là nó bị lỗi ấy. Nó không phải bị lỗi nhưng mà nó kiểu chắc do máy Android ban đầu chơi bình thường nhưng một tham yếu hẳn á, đúng rồi. Android. Chơi liên quân có nặng gì đâu. Anh phải test những cái game mà kiểu game 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 nặng của anh, mấy cái game nặng ấy thì nó sẽ bị tụt. Một thời gian sau giống như ở thời gian đầu nó bình thường nhưng mà sau thì nó sẽ bị tụt. Android này. Nó chỉ em thấy mấy con Android, mấy con Samsung các kiểu nó chỉ được cái chụp ảnh đẹp. Đấy, cái còn cái hệ điều hành của nó thì mắc vai. Một fan táo chân chính trả lời. Ôi chào chị Vĩ nhá. Chơi Free Fire bao mượt á, chào Dương Minh nhá. Đúng rồi. Anh Quốc, anh Giang chuẩn bị, anh em, anh Giang chuẩn bị chuyển qua Free Fire Live ấy. Mọi người chuẩn bị qua ủng hộ anh Giang tí. Chỉ lên tán chỗ này nhiều món này. Em nói chung tùy nhu cầu của mỗi người thôi anh em. Mình có cái nào thì mình xài cái thôi. Còn tụi em là công việc lúc nào nó cũng phải tốt nhất thôi. Em xài Samsung nên rảnh á, rành á. Ôi tưởng là bốn anh em ạ. Anh Giang chuẩn bị đầu quân cho Free Fire. Anh em chuẩn bị xem mà ủng hộ anh Giang là vừa. Chuẩn bị em chuẩn bị xóa kết bạn với anh Giang là vừa. Anh Quốc nha. Ơi chào Hy Hoàng nhá. Anh Quốc của tôi im lặng thế nhỉ. Anh Quốc ơi. Anh Quốc. Xài Android ghét nhất một hai ngày lại phải dọn rác á. Ua. Thế thì hơn hẳn iPhone rồi. iPhone không có ấy, nó phải tải app anh. Lúc đổ mà hay lúc đổ quá tí cũng kiểu cũng đi xịt cho nó. Bọn này chắc chung khu chung cư xe à. Ơi chào Hữu Công nhá. Hết rồi. Đỡ nhức mỏi cho bạn á, mình đỡ rồi bạn này. Chung cư xịn. Nhà không lắm. Chung cư ấy có một thằng. Nó có kiểu cái thế. Final.
Má, nó lỏng cáp khó chịu thật đấy. Chẳng nghe thấy nó chạy gì luôn. Ôi, em chào anh Nguyễn Năng nhá. Oh, thank you. Tao không bắn mày, mày tưởng tao gà hả? Thằng cái lợn. Không bắn nó tưởng mình gà nhưng mà không sống nổi đâu. Chưa, chưa có điền tiền đổi iPad bạn này. Xem. Đồ móng tay cũng xịn. Đáng không? Cái nguy hiểm lắm, đá của xe kia sẽ ăn quả combo kẹo đồng như nhìn khẩu ca hết đấy á. À, của qua VIP đây, khó chịu thật đấy. Không mua cái giáp ba à? Em đi cấp ăn thính luôn đi, mua làm gì anh? Ít của để xu tí mua thính anh ạ. À, kiểu gì thế này, không hiểu ấy luôn. Rồi anh cảm ơn Linh nhá, cảm ơn em đã ủng hộ anh 5 sao nhé. Hôm nay không thuê diễn viên à? Trời ơi hết tiền rồi em ơi, lâu lâu mới thuê được vài game ấy. Bọn này anh nhìn xem này, anh em nhìn xem, không thì có một cái xe nào cày vào đâu đấy, nó cứ đứng trong nó khều 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 thế, biết nó đâu mà vào, vào gạt giò phát là mất hết đồ phí của. Rồi đi đi bắn nhau còn sớm hơn. Bạn cười cái gì bạn lem này? Bạn cười gì? Úi mẹ cái gì này? Thuê đi năn nỉ á. Ai để trần này thuê này. Má nó kiểu gì ấy nhỉ? Thì bực mình thật đấy. Khó chịu.
kiếm con 2020 là kêu trung phạm kiếm con. À, ok anh Quân ơi. Em tính là xem chắc được nữa. Đoạn này kẹt quá, không chứ không đổi máy đi. Đấy chẳng được nữa. Cái này giống hiểu lỗi của máy anh ạ. Khó chịu thật đấy. Sao vô lý thật đấy, trước nay giờ em còn mua mấy cái máy chả hiểu kiểu gì mua về toàn lỗi. Thế đang bắn nhau nó no sai trong một phát là coi như mất âm thanh luôn, cay thật. Cái đầu cắm của mình nó bình thường, tập trung nó soi này mà. Đổi máy mới đi anh Cẩm. Giờ máy rẻ lắm á. Bây giờ tự dưng lại vác một con M1 đi đổi tử ngược về con 2020. Hoài. Vương nào? À, anh Vương mới mua con M1 à? Không. Ghê nhỉ? Ôi, thế à? À, đẳng cấp thật. Sếp dạo này đẳng cấp thật đấy. Làm được like. Giờ mới biết. Vai nổi của thính này em chỉ có ăn combo kẹo đồng thôi anh em ạ. Để mượn anh Vương thử xem. Cầm chế linh à? Cái gì mà cầm chế linh? Ủa mấy á, nóc xê có kìa. Cái thằng này kê thật đấy. Chứ gì nó lên chung cư nó núp rồi.
Ngồi bằng KS. Mở đây mà hút nha. Cái đạn này anh em mình hết rồi. Ui may quá thằng kia không té được. Lêu lêu. Cay mấy cái thằng chung cư này thật. Mấy thằng này ngáo à. Mày tổ hai à? Đâu bạn ơi? Thôi bỏ. Được rồi, vui rồi đây. Má vui rồi đấy. Em chào 299 anh em nhá. Anh em nào chưa like, em một like nào mọi người. Vui rồi đấy. Múc nó luôn á. À. Anh biết nó mấy thằng không? Ba thằng thủ chung cư. Trời ơi. Nha. Nó đã ba thằng rồi, nó còn thủ chung cư nữa thì trời đỡ anh ạ. Thật. Trời đỡ. Thế. Mình lên đỉnh đồi cây ngược lại nói nha. Em ra like tí. Mất tiếng á. Bình thường mà, em vẫn nghe bình thường á. Cày mấy cái thằng chung cư này. Kề mà chết luôn. Ôi chào Nguyễn Cường nhá, hello em. Mình kề nó chết luôn. Căn nít kìa. Đây, em chào anh Minh Trường nhá. Ngày 2K hả em ạ? À, đúng rồi anh. Nhưng chung cư đâu đây đi à?
Ok anh Vĩnh ơi. Rồi em vội sẵn vội. Em sẵn bon kém mà. Mình kiểu mình căng tham không chuẩn. Ăn của bom còn chấm máu ghê vậy. Phải chuồn ngay anh em ạ, phải phải chuồn luôn, không thể đứng chơi với nó. Anh chuồn là thượng sách đi. Thôi em tránh toàn Havan nhé. Còn miếng sơn nhá. Trời có này. Thôi không chuồn là đi ấy. Bo đỉnh núi cao anh em ạ, khoai thật đấy. Bo đỉnh núi cao này khó liếm lắm. Nhà đôi kia vẫn không rồi. Anh chào Khương nhá, hello em. Mấy cái thằng này cầm chân nhau rồi anh em. Con lên đồ rồi. Mấy cái thằng này cầm chân nhau rồi. Không phải luôn. Nó bắn thế mà không giết nó kìa. Cái góc bọn này đẹp thật đấy. Ôi giời ơi. Anh năm nay bao nhiêu tuổi đấy á? Tôi phải bật cốt lên. Non à. Ok anh Hiền Võ nhá. Mà làm thật. Trời ơi, đừng bay. Quả nó thật. Anh em làm chưa like của em một like, một follow kênh với nào mọi người. Nay hoảng nhiều thế à? Mắt không hiểu cái gì ấy. Không bắn thực tế quả cấp 1 nào. Hôm qua anh gửi nước bên Giang cho hai anh em uống chưa? Ôi anh Giang gửi rồi anh ơi. Anh Giang gửi cho em rồi anh. Anh ạ. Anh Giang hôm qua gửi cho em rồi anh. Cái đèn ở phải không đen đâu. Phải em bảo Giang.
Thôi chào Phan Lâm nhá. Phải em bắn kém chứ không phải đen đâu. Phải em bắn kém. Nói thằng kia áp lên thế mà vừa đâu ra mà không về được nó. Hơi xa anh em, hơi xa. Muôn thú triệu hồi à? Mày đi đâu vậy? À ok anh Đức nhá, ok anh. Động lắm. Mới nhặt ấy này. À ok anh, ok Sơn nhé anh, cảm ơn em. Con vợ Thảo ngày nào cũng chăm chỉ theo dõi cầm nhỉ? Đúng rồi. Thôi mốt em mà. Này bạn ơi à? Thôi Thảo cứ tiếp tục làm nô lệ của đồng tiền đi em ơi. Nô lệ đồng tiền à? Cứ đứng thủ thủ ke ke nó thôi anh em. Thank you.
slot. Ngắm sếp em chỉ có ói không no bụng á. Em khinh thường anh thế. Nhảy đâu lấy xe đây anh em. Ôi đang đi solo rồi Tân ơi. Đúng rồi, nói xong đai luôn ấy. Đúng là linh thật. Ừ. Em lên đảo. Đó à, lên nào, kiếm tổ bắn nhau tiếp. Thế em bắn cái Potinki là toàn hoảng. Thật, Potinki khó clear mà anh. Nhà nó sát sàn sạt nhau ấy. Thôi không đụng tụi mày đâu, tao đi này. Chín giây sợ không kịp rồi anh em ạ. 15 giây không kịp. 15 giây thì bên này không kịp được. 16 giây không kịp. Cái gì? Đem bạn hay mặc áo đen, mặc áo này sáng khung mình nè. Là sao? Chưa, trời ơi, nay bắn bắn hôm bữa bắn đi kèo là bật tay bé Thảo mà cũng không bắn được kìa. Dạo này già rồi. Có thấy Nemo Z9 kìa anh, fake à? Anh chào Phương nhá. Ờ, chắc fake. À, tối có anh ơi, dạo này chăm chỉ anh ơi, chuẩn bị tiền để đi làm quốc Hà Nội anh. Không là chết đói này. Không kiếm tiền anh đi Hà Nội quả là chết đói này. Tụi em bắn mà, em dạo này chăm chỉ lắm anh. Hello, gì ấy? Hello cậu nhé, đợi cậu mãi à? Ở nhà thật cường. Mãi thật. Nghe em buồn nôn thật đấy. Anh xin mày ấy cường. Anh xin mày ấy. Anh xin mày này. La đâu đó, không con tèo anh á, con. Anh la đến khoảng tầm 1 giờ 1 rưỡi. Ừ, kiếm tiền đi đám cưới bộ đi. Anh em nghĩ khổ lắm. Anh em nó vừa xuống nhà bạn ơi. Ôi hello anh nhá, hello mọi người. Giờ mình cũng phải nói chung là cưới nó. Không có gì thì cũng phải đi một chỉ anh em ạ. Nhưng mà mày có thể nói câu tử tế hơn được không? Nghe kiểu anh em ở đây lớn tuổi hết rồi. Nói những cái câu bên kia. Anh em ở đây lớn tuổi hết rồi, cứ cậu tớ tớ. Hết cả mặt. Ờ đúng rồi, phải hai tay hai em. Toàn. Tới khẩu chí này. Ờ, tôi có giáo linh mà. Ồ,
anh em đang pết không thấy à? Không biết à? Nhiều ông còn hỏi vào hỏi em bộ cưới ai đấy to rõ ràng thế mà. Đúng rồi, cô cháu Linh ấy, đúng rồi đấy. Ui, vẫn chưa đủ tiền hai tay hai đào em bạn này. Mình vẫn còn thiếu nhiều lắm. Thiếu tầm một. Bạn có góp vốn không? Cho mình xin mượn ít. Bắt đầu. Người thủy chung nó thế. Thoải mái mà anh. Rồi xem ai chả em. Đâu phải nhất thiết. Người này người kia đâu anh. Mẹ nó. Mày có định để tao làm việc không? Bạn thích bao nhiêu á? Chục củ. Cho mượn thì mượn lần nhiều luôn chứ không mượn ít. Má mấy con bọ này đâu rồi hết rồi nhỉ? Để mình liên hệ anh Cường á. Thôi không dám. Anh ruột của mình tự liên hệ được bạn này. Ô, nó lag này à? Đi bắn nhau mà. Tôi búp gì này? Một triệu một 10k một ngày á? Không bắn được, có mọi sân phách ấy không bắn được anh em, ơ kìa. Làm sao mà bắn được đâu. Sao, thằng Khương định ra kèo gì ấy. Thế một con. Cần. Tận sau đi anh à? Ok, tận sau nha. Đi đá thính cho nhanh thật em. Công nhận. Đi đá thính lâu lâu vớ được mấy thằng đấy. Ngon hơn đấy. Cứ ngồi lúc mà. Tao bảo Uzi X8 á. Để cầm bật mod lên á. Chính thả đi bạn ơi. À, tao đưa một 3 4 kill rồi. Em cay rồi. Ôi em chào anh xỉn nhá, hello anh. Lại rào. Ồ. Ngon thế nhỉ. Đá được khẩu ốp anh em. Ngon. Nè ốp đây rồi. Xin lỗi. Xin lỗi.
Ơi anh chào Chiến nhá. Tự dưng thế là giàu anh em ạ. Ủa đúng là cuộc sống, đúng là cuộc sống không biết trước ngày mai. Vô người ta gọi là vô tình lượng được bị kíp anh em. Mình cái em nhanh tay thôi. Thank you. Xin lỗi nha, xin lỗi các bạn nha. Mình đi đây. Đi anh em ơi. Đi thôi bỏ. Bỏ cái mô đồ. Mấy thằng kia nó núp ở trong chung cư thì 10 em cũng đẩy được. 1-2 thằng nó có thể. Tầm 3 thằng núp trong chung cư. Được rồi. Thôi, ai rồi. Nghe, con lợn kia đá kín rồi. Từ để em xem mua gì nào. Baloba. Baloba 25 xu. Là phải 45 xu à? Em chào bác Tuấn Anh nhá, nhậu không ai đồ à? Không. Bác đến nơi chưa? Chắc là tầm giờ nó đang bắt cách ly đúng không? À ok anh. Em được cái dễ tính mà. Anh em bảo sao thì làm vậy thôi. Bác sao ôm nít gấy ngủ 3 ngày á? Trời ơi, nhất bác ở đây. Bác là sướng nhất ở đây. Không ai hơn được. Kiếm 1-2 xu mà khó thế nhỉ. BH bị cày. Ai nổi không có luôn anh nhỉ. Nào mình đuối lại. Xanh nhỉ. Có nét kìa em. Em 5 nét rồi anh ơi. Năm sau về ta lại cháy tiếp á. Em dạo này đang ho hè lắm, ốm yếu lắm bác. Dạo này không có sức nữa. Chào 2522 anh em nhé. Anh em mà chưa like của em một like nào mọi người. Đi nhậu đi cho lại sức thôi. Chào này yếu lắm anh em, muốn yếu lắm. Chào Trần Thanh nhé. Đi vậy mày. Người yêu bắt cày nhiều quá sức khỏe kém á. Không dám. Hello bạn nha.
ôi cô nháo người. Em chào anh Hậu Trần nhá. Hello anh, cốc nào chưa à? Chưa anh ơi. Anh giờ nhảy game, nhảy số 2 game rồi đấy. Ở trước cũng nhảy nhỏ. Đẹp trai thế, thằng áo trắng đẹp trai thật đấy. Tốt không anh? Chả tốt vào. Đợt này yếu á. Em đợt này dạo này yếu thật. Em muốn đẩy nó lắm đấy. Chơi tao. Yếu đi nhiều thì ốm ạ. Ôm nhiều thì yếu à. Ê ơi, làm gì lại có. Làm gì có ai ôm đâu mà yếu. Bây giờ mình mà lao vào nó thì kiểu hơi quay nhỉ. Ơ bạn có người yêu mà. Thôi không dám. Thôi cái nổ ngoài bố con bắn. Nó có bị ngáo không? Nó lên bị đối tốc kê vớt alo mày luôn. Cày thật đấy. Nó kìa cày thật đấy. Tăng độ sáng lên có ảnh hưởng gì không cầm á? Không có ảnh hưởng gì đâu anh em. Đó là câu người ta thường nói chứ mình không có biết à. À. Chưa bắn khét thế. Ôi em chào anh đời sự nhé. Thôi nào. Nga đi tầm giờ này nó vẫn đi ăn tính anh em.
Trận sau đặt 7 top 1 200k. Ok Khương nhá. Cái gì? Bạn hỏi sếp nhận nhé chứ mình không có người yêu à? Ừ đúng rồi. Bạn làm gì có người yêu? Tiêm nó toàn 10G3 anh em ạ, ghê thật đấy. Ngày lắm. Em mấy thằng này có 3 thằng. Đấy đấy. Ở nhà mà không được ấy chứ. Thôi bắn kèo của thằng Khương nào. Bắn kèo đàn 7 nào. Góc ấy thì chỉ có ấy thôi anh em, lao lên đấy thôi. Coi làm đi, thuốc lào tí nhá mọi người. Mửa Berry M24 à? Berry hoặc SLR nhỉ? Kiếm một khẩu SLR thì ngon.
bia này làm gì? Nó số một con gì vậy anh em? Cái mồ. Mày có thể không cho lộ phốt được không? Ờ, nó cứ chạy cọc ca cọc cọc khó chịu thật đấy anh em. Xong hai thằng. Mà nó kịp nách này anh em. Mát thì bán hết rồi. Đấy, cái thằng này nó ngồi trên mái anh em ạ. Con chấm đạn nó kìa. Phục thù nó anh em. Bực thật. Ây giời ơi. Có số em khổ này à. Nghe nó. Bực thật. Mình chết lên chết xuống. Mấy cái quả tân kê thế mà không nấp nó. Nó áo thế mà nó phệt. Kèo. Ơ em chào anh Tài, biết Tài Sport nhá. Mình biết nó đẩy đấy không? Em tự lo được ạ. Cày thật đấy thì bắn kiểu nào nó cũng giết bằng được á. Bê đi! Ồ, M24 cũng được. Được đấy.
Đây rồi. Để đi rồi. Ơ nghỉ anh em ơi, nghỉ ăn cơm. Đúng như tóc à. Nghỉ ăn cơm đây mọi người ơi. Mất thì. Hôm nay cũng nghỉ ngày của em thôi để tối bắn với Giang anh em ạ. Nghỉ nhé mọi người ơi. Thôi làm một game nó bắn phải bắn được cái kèo đặt bảy của thương đó. Thôi em bắn cái kèo đặt bảy của thương đó. Trong nhỉ. Mất kiểu gì nó chết bằng được mấy bực mình thật đấy. Cay thật. Kiểu gì nó cũng kiểu giết bằng được á. Phải cười ý bạn là địch chê mình đúng không, mày nhìn cái gì tao bằng bảy đấy mình ghê cái kiểu gì nó cũng chết bằng được. Trời ơi nó tức anh ạ, à, vãi thật, bắn kiểu gì nó cũng chết. Chỉ mình mặt càng phải cay anh. Trời ơi nó bắn vô nhắc hết mọi người. Nó không phải đến mức nhắc hết mọi người nhưng mà được mình á. Ủa ôi bắn kìa. Ủa ôi mù mắt. Kiểu nó cay ấy anh em. Mình bắn kiểu nào nó cũng giết đấy. Cay.
À bắn được rồi, bắn sướng hơn anh em. Anh em nhìn thấy cái X4 đâu đây. Ôi cháu truy cutter nhá, nghỉ ngơi cơm nước à. Trời đang cay quá, phải bắn được cái kèo ở trong thương đó. Đừng nghỉ. Gần đấy mày. Gần thế, để mình bách lại. Không phải kéo khoai. Là anh bắn như tóc mày. Mày tao 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 chưa được tốt mà nào anh ơi. Và đây là Florentino à? Ôi chào Trương Hoạch nhá. Ai chỉ bắn cay kinh khủng cay. À bắn em ấy nhỉ. À nó nằm ở đỉnh đồi đúng không?
chờ bên em. Em cú nó lắm. Có lúc anh này. Ủa, thế là full combo à? Ngon nhỉ? Cảm gì giàu thế? Anh em không biết à? Tới cảm sự kiện mà. Mệt thật đấy. Full cái này chưa full anh em. Em tí này em chơi combo kia luôn. Chơi combo súng VIP luôn. Bây giờ xu nhỉ. Trăm xu rồi này anh em. Ok. Nên này nó bắn được nhất hết của người tức thật đấy. Trốn hả bạn? Ủa sao thế ra? Trời ơi nó được 7 xu. Nó 7 xu cũng không làm được cái gì. Bye bye. Dí mình ạ, ghê thật. Quá khổ à. Lựu đạn hay thế á, phải mình chạy lên bơm máu mà anh quăng nét xuống thôi. Em định quăng quả lửa ấy. Nhưng mà quăng quả lửa nó biết. Mình chán quả nét lên. Bơm máu, máu phun này nhanh lắm. Trời ơi, cái máu phun này nhanh lắm anh em. Như kiểu vừa xong đá lại à. Mấy cái trận đầu ấy bị bắn kiểu gì cũng chết, cay thật đấy, kiểu đi kiểu gì cũng chết, thằng ngu hành áo thì nó cũng bắn chết, mình thì cú ai. Trời ơi.
hết xăng. Thôi mua quả súng xính này anh em. Bây giờ mới đủ combo này anh em. Xe đã đi bằng chính anh em ạ. Ôi em chào 155 anh em nhé, anh em mà chưa like của em đã mọi người. Hello. Hello, good morning. Good morning. May cho mày, tao hôm nay tao nhân từ. Không dừng lại cà phê đấy. Mình qua đâu bắn thính này nhỉ? Qua hầm. Qua hầm anh em. Qua hầm bắn thính rồi. Ok anh Thịnh Trần ơi, ok anh, lấy tên anh buộc tử tế anh. Em đang bắn rất là tử tế. Được quả thính em nhặt để bắn thủ gà đấu da đấy anh em. Thủ gà đấu da, không cần nó bắn berry. Đang xem live trực tiếp mà đầu cứ liên tưởng đến nút tới 15 giây á. Ôi anh chào Kiên Trần nhé. Tùa. Mày qua đây. Hết hoảng chưa bé à? Trời ơi! Chắc là game này top 1 rồi. Ui! Ai vừa ủng hộ em 50k đấy? Quang Minh à? Chuyển khoản Minh Dương gửi em cơm trưa. Em cảm ơn anh Minh Dương nhá. Trời ơi! Em cảm ơn anh đã ủng hộ em 100k vào số tài khoản. Em cảm ơn anh nhé. Em cảm ơn anh Minh Dương nhá, cảm ơn anh Gia nhiều nhá, cảm ơn anh ủng hộ em 50k một số tài khoản nhá. Ui. Úp anh em ạ. À.
Úp phải bắn chứ. Không nghe mà lại ra. Không phụ kiện ốp luôn. Mấy thằng lao như ăn cướp. Nên nó kiểu con này bắn giống như kiểu đất nhà này là đất của nó. Lao thẳng một mạch luôn. Chả cần nhìn ngó gì ai. Làm xò gì đây? Thằng thì đi trên xuống, thằng thì đi dưới lên. Được nhỉ? À, đá cháy thế thì em đi săn cho anh em xem luôn. Em bắn kiếm này, bắn quả cống hiến luôn. Cứ đi bắn nghe sướng á, sướng tai mà. Ở bên đi công nhận bắn nghe sướng tai thật. Gì đây? Thấy một con thua đây kệ nó luôn. Bắn kèo thì từ từ thôi, không cần anh mình bắn quả cho nó thoải mái tâm lý anh em. Nãy giờ rén hơi nhiều á. Hello. Ra smoke kìa. Ôi, anh chào Hoàng Hoàng nhá. Đấy có người đúng không nhỉ? Còn 12 thằng. Đừng đi kiếm nó luôn. Chào Hồng Kông nhá, Hồng Kông nhá. Em đi kiếm nó luôn. Anh kiếm tay em ơi. Nhà mới vào. Ui, 3-4 thằng. Ôi, chào, xin lỗi.
Ôi, mấy thằng khu nhà này nó chả nhìn gì luôn anh em ạ. Cay thật đấy. Ui. À, khó đây. Tao mà nó của tao đẩy vỡ alo luôn. Trời ơi, máy ơi, mày có để tao làm việc không máy ơi? Mệt mỏi thật sự. Trời ơi, bọn mày giết thằng nào? Quá dễ dàng. Nay mà nó bắn cho em vỡ alo ấy. Nay bực mình lắm. Ơi nghe đến câu đổi máy thôi anh em, anh nghe mà muốn xót xót hết cả lòng. Bot bắn phía sau em à? Thằng nào bắn phía sau em đây nhỉ? Ai mà bắn được quả 27 kill anh em mà cay thật đấy. Đụng keo, thôi chắc nghỉ ăn cơm anh em ơi. 2 tiếng rồi, khó quá. Mấy em bắn cái thằng kia. Bắt đầu bắn cái thằng Groja kia bắn mãi luôn nữa. Thì thật. Trời ơi, lần này là nghỉ thật anh em. Phải cố gắng bắn top 1 không tối anh Giang này bảo. Tối anh Giang lại bảo anh em anh mà bắn mãi không được top 1. Cái kết có hậu à? Ok anh em.
Đồ nhà X3 ấy, 19 với 22 anh em, trên 19 dưới 22. Ok, bye bye anh em nhá. Bye bye mọi người. Trên 19 dưới 22 nhá.